Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì tôi đang có mặt trên đường Hoàng Sa. Ở Sài Gòn thì có rất là nhiều cái quán cơm gà xối mỡ. Nhưng mà đây là một cái địa chỉ cơm gà xối mỡ rất là đặc biệt ở Sài Gòn. Đúng là cái cơm gà xối mỡ đích thực. Và cái quán cơm gà xối mỡ này như thế nào thì tôi mời mọi người cùng vào đây để xem là quán này có gì đặc biệt. Vâng. Vâng, ở đây thì gà được tưới mỡ lên, chứ không phải là như những điểm mà bán gà khác là gà được chiên trong dầu hoặc là trong mỡ. Vâng, cơm gà xối mỡ là đây ạ. Gà được xối mỡ đến khi nào mà miếng gà nó chín lên thì được. Vâng, người nhân viên sẽ chở gà. Vâng, trong lúc mà xối mỡ gà thì cơm sẽ được chiên lên. Cơm này làm bỏ cái gì trong đó mà nó có màu hồng này em? Vâng, cơm này thì được bỏ gấc vào bên trong. Cái màu này từ là nước ép của trái gấc đây các bạn, nên cái màu rất là đẹp, màu tự nhiên. Tại sao mình phải đập như vậy em? Tại sao mình phải đập ở trên? Tại vì trong dầu nó có gia vị. Dầu có gia vị. Dầu có gia vị, thành ra nó sệt. Nó lâu lâu nó trong cái nó bị ngẹt. Dạ. Nó xuống không thông. Vâng, sau khoảng 2 phút thì miếng gà bắt đầu có những cái màu vàng ươm rất là đẹp ạ. Vâng, đây là những cái phần gà thành phẩm. Vâng, gà thành phẩm này có màu vàng rất là mắt. Dạ. Ngay từ buổi trưa thì đã có những vị khách đầu tiên đến đây để mua cơm.
Vâng, sau khi cơm làm xong thì sẽ được bưng đến cho khách. Rất là hấp dẫn ạ. Ở đây thì có cái chén nước chấm khá là đặc biệt. Và tôi sẽ đến gặp ông chủ quán cơm gà này để tìm hiểu xem là cái nước chấm này và quán này có những cái điều gì mà hấp dẫn khiến người ta để ý và chú ý nhiều hơn so với những cái quán cơm gà số mỡ khác. Vâng, thưa anh, thì cái nước chấm của mình thì nó có những cái gì đặc biệt ạ? Nước chấm này thì nó cũng chỉ có, nó giống như là một cái loại nước sốt mà nó có thực phẩm, rồi gia vị này nọ. Nhưng mà căn bản nó là từ thịt xay. Nhưng mà em nghe nói là cái nước chấm của anh thì nó nấu rất là kỳ công đúng không anh? Thì nó nói chung bất cứ cái gì cũng vậy. Mình phải có công thức, rồi mình sẽ từ cái công thức đó mình sửa đổi. Ví dụ như mặn quá thì mình bớt muối, mà ngọt quá thì mình bớt đường, tạt quá thì mình lại thêm nước mắm. Ví dụ như làm bao lâu thì để có cái công thức nước chấm nó đạt chuẩn như này anh? Khoảng bao nhiêu lần mình thử? Thật sự nước chấm này là của một người họ chỉ rồi, họ chỉ mình. Rồi nhưng mà họ chỉ mình nhưng mà giống như mình nhỏ lớn mình ăn quen rồi đó, thành ra khi mình ăn mình không dễ mình chỉnh lại, đi chỉ còn một lần hai lần là mình thấy vừa miệng thì mình lưu cái công thức đó lại, sau này cứ việc là mua về lấy cân ra cân đúng theo đúng công thức thôi. Gà mình làm là gà ta đúng không anh? Gà Tam Hoàng. À, gà Tam Hoàng. Dạ. Thực tế không có ai bán gà ta. Dạ. Gà ta là những cái tiệm đặc biệt. Dạ. Thứ nhất, thứ hai là gà ta mắc lắm. Còn đa phần những cái điểm mà cơm gà số mỡ khác ở Sài Gòn thì họ bán là cái cơm gà công nghiệp đúng không anh? Gà công nghiệp đúng không anh? Nhiều điểm khác. Sợ ra đó, gà theo dân trong nghề á, thì để coi, gà có bốn loại gà. Cái loại gà cao cấp nhất và mắc nhất là gà ta. Cái loại gà thứ ba là gà công nghiệp. Thì cái gà Tam Hoàng này nó là thứ hai, nó đứng nó thịt nó dai hơi giống gà ta, dĩ nhiên không bằng nhưng mà nó sẽ chắc thịt hơn gà công nghiệp. Thành ra nó đứng thứ hai. Rồi cái loại gà thứ ba đó công nghiệp thì nó lại phân ra hai loại. Thứ ba là công nghiệp mà nó giết nuôi giết mổ ở đây. Ví dụ như Phú An Sinh nuôi giết mổ ở đây thì nó kêu là gà nóng. Còn cũng là gà công nghiệp nhưng mà nuôi giết mổ nước ngoài xong mổ đông lạnh một thùng vậy, ví dụ như mấy chục ký đó, rồi nhập về Việt Nam rồi người ta để rã đông ra thì cái đó người ta kêu là gà lạnh. Thì cái loại gà lạnh nó khá là rẻ tiền, có mấy chục ngàn ký. Thưa anh, thì cái quán cơm gà của anh đã mở được bao nhiêu năm rồi ạ? Cái quán này thật sự ra từ lúc sơ khai tới giờ thì mình mở cũng được 16 năm, nhưng mà mình bị thất bại mấy lần. Còn chính thức mà bắt đầu bán liên tục á thì là 12 năm. 2 năm à? 12 năm. 12 năm hả anh? À 12 năm, nhưng mà cái ở địa điểm trên đường Hoàng Sa này thì bao nhiêu năm rồi anh? Mới 2 năm rồi. À mới 2 năm thôi. Còn lúc trước là bán ở 55 Tân Sơn thì bán 10 năm. À. Thì thật sự ra gà thì nó khác là ở những chỗ là nó xối mở bằng máy. Thì tình cờ mình ngày xưa mình á, gốc của mình là chế tạo máy. Mình nghiên cứu mình chế tạo cái này, chế tạo cái kia mình chơi. Thì có lần đi đường thì thấy họ ghi là cơm gà xối mở. Lúc mình bước vô thì là họ chiên, thì mình mới nói cái này là họ chiên chứ không phải xối. Thì họ nói là thật sự xối chỉ chơi, chỉ chiên mới chín, chỉ xối không chín. Thì từ cái câu nói đó mình mới về mình nói mình chế cái máy mình xối thử rồi nó chín hay không. Rồi
khi mà mình chế xong mình mới kêu bạn bè qua ăn thử, bạn bè thấy ngon mình xuống mở quán, mình mở quán luôn. Nhưng thật sự gốc mình không phải là đậu bếp. Nghe lúc nãy anh nói là trong cái dầu nó có một cái những cái nguyên liệu ướp thì ở trong đó nó có những cái gì anh, cơ bản nói chung thì cũng nó có muối, đường, bột ngọt, gia vị này nọ. Cho nên ăn miếng gà của mình á, thứ nhất á là sối mỡ á, cái nguyên tắc của sối mỡ là gì, là nó nóng từ từ, cũng giống như ông bà mình nấu cơm bằng than thì nó ngon hơn là nấu cơm bằng điện bằng ga. Nó nóng từ từ thì cái sối mỡ nó cũng vậy, nó nóng từ từ cho nên là ở ngoài nó giòn mà trong nó mềm, và cái gia vị nó sẽ ngấm hơn là nếu mà anh chiên nó nóng hột. Vâng, những đĩa cơm gà rất là hấp dẫn. Ở đây thì có đùi gà xối mỡ và cánh gà xối mỡ. Cơm gà thì có màu gấc tự nhiên rất là đẹp. Gà rất là vàng. Nhìn đã rất là hấp dẫn rồi. Khi ăn thì chúng ta có thể rưới nước tương lên để cho thêm đậm đà. Trong cái gà này thì lúc mà xối mỡ thì đã được xối gia vị lên rồi, nên là cũng đã có một chút gia vị. Cái nước chấm này rất là đặc biệt mọi người. Đây, trong cái nước chấm này thì có hành này, tỏi này, rồi thịt bằm, tiêu, nước mắm. Nói chung là rất là nhiều gia vị rồi nấu lên theo một cái công thức đặc biệt. Lúc mà chấm lên ăn thì rất là ngon. Mùi vị nó không lẫn vào đâu được. Không có cái nơi nào mà có cái loại nước chấm này. Từ trước đến nay tôi ăn thì chưa có cái chỗ nào mà cơm gà mà chấm cái nước chấm ngon như thế này. Do cái gà đây thì làm bằng gà Tam Hoàng nên nó cũng khá là dai, chứ nó không phải mềm như những cái loại gà công nghiệp khác. Ở quán cơm gà xối mỡ này thì mở cửa từ lúc 10 giờ sáng cho đến 9 giờ tối nha mọi người. Nên mọi người khi đến đây thì nhớ chú ý cái giờ mở cửa. Vâng, quán cơm gà xối mỡ này thì có giá 42.000 cho một đĩa đùi và cánh. Còn gà không thì 34.000. Còn nếu mà mọi người gọi thêm canh rong biển thì thêm 8.000 nữa, và cơm thêm cũng vậy. Vâng, xin chào và xin cảm ơn.